Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe và sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tăng Cảng. Mình tên là Thắng nha các bạn, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục mua bán xe và sử dụng, cũng như hỗ trợ về ngân hàng như các bạn nào đang có định mua xe và sử dụng mà góp ngân hàng nha. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe giá tương đối rẻ, xe số tự động 7 chỗ rộng rãi và độ bền siêu cao luôn. Một chiếc xe mà mới vừa được công ty mình thu về, chưa có vệ sinh dọn dẹp gì hết. Chỉ vừa được kiểm tra chất lượng 176 hạng mục và mọi thứ trên xe đều dùng rất ok, không có bị vấn đề trơn nha các bạn. Thì trước mặt các bạn đây chính là một chiếc xe Fortuner máy xăng số tự động 2 cầu đời 2009. Xe này thì có một điều đặc biệt là đi chỉ được có 81.000 km thôi, hơn 10 năm rồi chỉ đi được có 81.000 km và một số km chuẩn luôn nha các bạn. Mặc dù là chưa có vệ sinh dọn dẹp, tuy nhiên cái xe hiện trạng còn rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cận cảnh cái xe chưa được làm đẹp để cho các bạn chúng ta thấy thực tế. Và nếu như các bạn chúng ta yêu thích, có thể đặt cọc ngay để mà giữ xe, đánh mất cơ hội nha các bạn. Mình đem lại thông tin cái xe này một lần nữa nha các bạn. Fortuner máy xăng số tự động 2 cầu đời 2009, xe đi được 81.000 km và mang biển số thành phố, mà ngoại thất của cái xe là màu đen. Rồi mình đi từ phía trước xe nha các bạn. Đây đèn nè, đèn riêng thân xe còn rất là mới luôn, do cái xe này đậu trong nhà nha các bạn, cho nên là cái đèn không có bị ngã vàng nè. Mặt ca lăng thì hơi bị cũ do cũng hơn 10 năm rồi, thì những cái chỗ này sẽ được vệ sinh lại nha các bạn. Đèn bên phía phụ cũng là đèn riêng. Cảng luôn nè. Nước sơn còn rất là đẹp luôn. Thì mình nghĩ đối với cái cảng này chỉ bị chày xước nhẹ nhẹ thì chỉ cần đánh bát thôi, chứ không có làm đồng sơn lại nha các bạn. Bên công ty mình sẽ không làm đồng sơn cái xe lại. Cảng còn rất là mới luôn nha các bạn. Rồi tình trạng mâm lốp nè, do chỉ đi được 81.000 km thôi, cho nên lốp này lốp riêng theo xe. Lốp riêng theo xe, đây mình chỉ các bạn thấy nè. Đây, đã tuần thứ 7 của năm 2009 nè, lốp riêng theo xe nha. Mâm thì cũng trầy xước thôi, gầm bệ nè. Một chiếc xe cực kỳ là hiếm luôn, một xe gia đình nha các bạn. 2.7 số tự động, gương chiếu hậu nè. Cửa nẻo luôn là zin hết chân, chưa có bị cắn đụng gì chân nha các bạn. Cửa zin. Anh em cho các bạn thêm cái sùng chỉ của cửa nha. Đây, đó. Cửa zin hết luôn. Do một phần là xe cũng ít đi, phần thứ hai là do chạy gia đình cũng kỹ nha các bạn, nên giữ được chất xe còn rất là mới. Rất là liền lạc luôn. Rồi gầm bệ bên phía sau nè. Đó, mâm lốp cũng lớp zin. Mâm nè. Do chưa vệ sinh các bạn cho nên bùn đất còn dính trên xe đó. Rồi phía sau xe nè, có cảm biến sau đó, rất là đẹp luôn. Lớp nè, lớp xe cua này rất là mới nha các bạn. Gầm bệ mình cúi xuống quay cho các bạn cận cảnh nè. Thì thông qua hình ảnh thì các bạn thấy sơ bộ thôi, còn khi nếu như các bạn ta yêu thích á, thì đây cho các bạn chúng ta coi xe thực tế, lái thử luôn để mình cảm nhận được cái chất xe như thế nào rồi chúng ta quyết định là có mua hay không nha. Cửa bên đây cũng là cửa zin đó, chưa có bị cắn đụng gì hết. Một chiếc xe 2009 thì tới nay cũng khoảng 13 năm rồi các bạn, 13 năm rồi đó, đi được 81.000 không cắn đụng gì hết. Rồi vô trong coi có nội thất như thế nào nha các bạn. Đây đó, tắp bê cửa nè, rất là mới luôn, mặc dù chưa vệ sinh nha. Ghế da chỉnh điện, bộ ghế zin, bộ ghế ghế zin chỉnh điện nha các bạn. Đó, vô lăng nè, phím chữ nè, chỉ phai màu thôi, 5 tháng thôi, do đã xe đậu trong mát cho nên là những cái chữ này nó không có bị bay nhiều hơn so với việc chúng ta đậu ngoài nắng nha các bạn. Đậu ngoài nắng thì cái xe mau xuống hơn. Số tự động 2 cầu rất là mạnh mẽ luôn. Đầu DVD, điều hòa tự động, trần còn rất là mới, rất sạch sẽ nè. Mặc dù cái xe này chưa vệ sinh nha các bạn, xe chưa vệ sinh mà còn rất là mới nha. Xe rất thích hợp cho các bạn ta đi gia đình. Thì đối với những mẫu này thì chúng ta đi cực kỳ êm luôn. Nhưng mà có một nhược điểm là hơi hao xăng nha các bạn. Còn nếu như các bạn ta mua cái xe này về để chúng ta đi gia đình á, thì thỉnh thoảng lại đi, thì chúng ta không nên quá quan tâm nhiều về vấn đề xăng. Còn ví dụ chúng ta hay đi thường xuyên, đi làm hay gì đó,
thì chúng ta nên chọn những xe mà nó máy dầu để chúng ta tiết kiệm. Còn người ta đi gia đình đó thì chọn máy xăng này sẽ đi êm hơn nha các bạn, đầm hơn và cảm giác lái nó êm hơn, đi đường xa cũng đỡ mệt, mọi thứ rất sạch sẽ, một xe gia đình. Rồi chiếc xe này thì không có gì để mà nói nhiều, tại vì một chiếc xe gia đình đi rất là kỹ và chỉ đi được 81.000 km thôi. Mình điểm lại thông tin cái xe này nữa nha các bạn. Fortuner, máy xăng, số rộng 2 cầu, đời 2009, xe đi được 81.000, mang biển số thành phố. Và cái xe này đang được công ty mình dự kiến chào bán với mức giá là 437 triệu nha các bạn, 437 triệu thôi. Thì nếu như các bạn chúng ta quan tâm thì hãy gọi cho mình qua số điện thoại nha, mình tư vấn các bạn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh cũng như những cái thủ tục mua bán. Rồi sau đó các bạn chúng ta lên đây coi xe thực tế nè, lái thử luôn. Rồi mình sẽ đổi cầu lên cho các bạn chúng ta coi khung gầm ở dưới như thế nào, máy móc như thế nào để chúng ta nắm rõ. Rồi sau đó thì chúng ta quyết định có mua hay không nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip review chiếc xe Fortuner của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào.